nhá, chào các bác nhá. Bên em thường xuyên là thuê người đến để chụp sát khuẩn nơi mà làm con giống nhá. Đây máy đây, bác thường xuyên luôn thuê người đến phun sát khuẩn đảm bảo con giống cho các bác được an toàn nhá. Đấy, phun rất kỹ càng luôn, các chỗ luôn. Thường thì bọn em sẽ định kỳ phun như vậy để tạo cái sát khuẩn, làm sạch cái môi trường con giống của các bác, đảm bảo nha, không sợ.